Trương Minh Sở nhà em có làm là trương đục là cuốn thư và đục rơi ở giữa, rất đẹp. Và toàn bộ này, cái vách này Minh Sở nhà em làm là không có gì là vách để trơn, nhưng mà hàng trộn vân, dày 2 phần các bạn. Cột thì bên cơ sở nhà em làm là cột đục nghê, và bạn làm bản rộng là 14 phân, rất rộng và dày. Và cột này, Minh Sở nhà em làm thì có nhìn xem cái cột này. Cột toàn bộ là cột 14 và là cột không có tâm, không có sâu và không có xia. Hoàn thiện, đều mở tinh kỹ, sờ thôi các bác cứ phải gọi là mát thác và lì tít. Toàn bộ nha các bác nhìn xem này, cái về độ gỗ này, về độ vân này, rất là đều màu. Mai rùa này bên em cũng làm là dày là 4 phân. Và ván mặt này các bác nhìn xem chiêm ngưỡng cái độ vân này. Vân của một sản phẩm này hơn đẹp, mê hồn các bác nhá. Toàn bộ là vân gỗ tự nhiên 100% thì em không vẽ một sợi vân nào vào. Để mọi người nhìn xem cái chiêm ngưỡng cái mặt này. Vâng, xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube Sổ Ra Gốc. Và trong video clip ngày hôm nay, em Biện muốn trân trọng giới thiệu cho anh chị em mình một bộ sản phẩm Tân Điều Hoàng hàng cột 14, chân 14 và được làm với chất liệu gương đá. Bên cơ sở nhà em vừa mới hoàn thiện BOM tinh kỹ xong. Thì cái sản phẩm này có gì đặc biệt và có gì hot thì các bác cùng với em Biện đi ở bên trong ngắm các đường nét chi tiết của cái bộ sản phẩm này, và em sẽ báo giá công khai các bác ạ. Thì bộ sản phẩm này bên cơ sở nhà em đang làm là theo quy cách là hàng VIP, hàng trộn vân. Vân của bộ sản phẩm này là vân gỗ tự nhiên 100% và vân cực đẹp. Bao gồm là 6 món, gồm đoàn lớn này, một bàn, hai ghế đơn, một đôn kẹp bàn và cuối cùng đây là một chiếc đôn thấp. Thì hiện tại em đang kê hình chữ H mà các bác kê vào phòng khách nhà mình sẽ chiếm diện tích khoảng là 18 đến 20 m². Đầu tiên em muốn giới thiệu các bác là một chiếc đoàn dài đi. Đoàn dài bên em đang làm với thông số là đoàn dài là 2m80, sâu là 80 và cao từ chân đến đỉnh trương là cao 1m37. Đây mọi người nhìn thấy này. Trương Minh Sở nhà em có làm là trương đục là cuốn thư và đục rơi ở giữa, rất đẹp. Và toàn bộ này, cái vách này bên cơ sở nhà em làm là không có gì là vách để trơn, nhưng mà hàng trộn vân, dày 2 phần các bạn. Cột thì bên cơ sở nhà em làm là cột đục nghê, và bạn làm bản rộng là 14 phân, rất rộng và dày. Và cột này bên cơ sở nhà em làm thì có nhìn xem cái cột này. Cột toàn bộ là cột 14 và là cột không có tâm, không có sâu và không có xia. Hoàn thiện, đều mở tinh kỹ, sờ thôi các bác cứ phải gọi là mát thát và lì tít. Toàn bộ nha các bác nhìn xem này, cái về độ gỗ này, về độ vân này, rất là đều màu. Mai rùa này bên em cũng làm là dày là 4 phân. Và ván mặt này các bác nhìn xem chiêm ngưỡng cái độ vân này. Vân của một sản phẩm này hơn đẹp, mê hồn các bác nhá. Toàn bộ là vân gỗ tự nhiên 100% thì em không vẽ một sợi vân nào vào. Để mọi người nhìn xem cái chiêm ngưỡng cái mặt này. Cái ván này em đang làm là xẻ nguyên một tấm này, với độ dày là dày 2 phân, rất dày, cực dày. Và toàn bộ là hoàn thiện, lép căng hết, sờ nhẫn thín hết. Khuôn tranh thì bên cơ sở thì em có làm là dày 4 phân. Đó, cụ thể các bạn xem. Khuôn tranh dày 4 phân và cổ chỉ là cổ chỉ 2 tầng. Toàn bộ là yếm này bên cơ sở thì em làm yếm liền toàn bộ. Và chân đế là làm, chân đế là chân 14, chân 14. Đây, đo cụ thể các bạn xem này. Chân 14 các bạn nha, đúng chân 14 nha. Và chân làm rất là cong. Riêng một cái đoạn lớn này thì anh chị em mình có thể ngồi được tầm 5 đến 6 người lớn. Tài ngồi cực kỳ thoải mái. Mẫu Tân Điều Hoàng này là một trong những cái mẫu mà trong thời gian vừa qua bên cơ sở thì em đang được rất là nhiều khách hàng tin tưởng được sử dụng các bạn. Và chất liệu gỗ hương đá bây giờ là một cái loại gỗ mà top 1 của dòng Nam Phi. Được rất nhiều người sử dụng. Ở ưu điểm của gỗ hương đá thì tom gỗ rất là mịn, còn vân veo cực kỳ đều mò. Tom gỗ mịn. Và các bác nhìn xem chiêm ngưỡng này, gỗ đều rất đều mò. Cái bàn lớn là cái sản phẩm thứ hai muốn giới thiệu các bác. Thì bên đang làm cái thông số này. Rộng là 80 và dài là bao nhiêu? Đo cụ thể chi tiết cho các bác xem nhá. Dài là 1m55. Toàn bộ là ván mặt làm xẻ nguyên một tấm và bên em đang đục một bức tranh là thuận buồm xuôi gió. Mang một cái nghĩa rất chi là phong thủy gia chủ. Khi mà các bác đang làm ăn hoặc là đang đi công tác ở xa này, kê vào phòng khách nhà mình thì gặp rất là nhiều may mắn. Và toàn bộ là ván này em đang làm này, dày 2 phân, khuôn tranh dày 4 phân. Và mọi người nhìn thấy này, các bác để em lại quay gần cho mọi người xem những cái chi tiết của hàng bên hoàn thiện này. Ở các cái mây này, các cái con chim đang bay này, này sờ này, cũng gọi là lì tít. Đấy, một bức thuyền này, cực đẹp, hoàn thiện nét căng. Bàn lớn này có hai ngăn kéo và đôn kẹp bàn là một ngăn kéo, là tổng là 3 để cho các bác kéo ra các bảo đồ. Toàn bộ là yếm bên cơ sở nhà em làm dày là yếm dày là 3 phân và chân là chân 14. Cực đẹp các bạn xem này. Cạnh chiếc bàn lớn bên em đang làm ở đây là có một chiếc đôn kẹp bàn. Bên em đang làm với thông số là rộng là 43 và dài. Bên em đang làm với kích thước này, dài là 80. Và mặt ván thì luôn luôn là làm em làm dày là 2 phân rồi.
hàng khuôn tranh dày 4, ván dày 2. Toàn bộ là được làm chất liệu hương đá 100%. Đối diện chiếc đoạn lớn sẽ có hai chiếc ghế đơn. Thì bên cơ sở em đang làm cùng một thông số kỹ thuật là chiều sâu là 80 và chiều ngang là 1m15 các bạn. Chiều cao là cao 1m37, là kích thước cả phù bì. Em đo kích thước cả phù bì các bạn xem. Và mọi người nhìn thấy từ trên xuống dưới này, dáng Tần Thủy Hoàng nó là một cái dáng rất là hiện đại rồi. Các bạn biết cột thì toàn bộ là bên em làm là cột không có tâm hết. Đấy, mọi người xem chiêm ngưỡng này. Cột không có tâm và không có sâu, không có xia. Làm theo tiêu chí là hàng đặc, hàng dày dặn, hàng VIP. Độ dày của ván bộ này em đang làm là ván dày 2 và khuôn tranh dày 4. Chân là chân 14. Toàn bộ là các bác có thể nhìn thấy. Bộ sản phẩm này em rất thích là những cái cột như này. Nhà và nhà em làm là cột kiểu dáng là cột cong, tròn vo. Không có tâm và không có sâu, không có xia. Vân veo thì là vân gỗ tự nhiên hết các bạn. Đây, hai cái đơn này kích thước y hệt nhau nhá. Để các bác xem chiêm ngưỡng này. Và em sẽ quay qua một vòng cái mặt so mọi người xem. Mặt so thì bên cơ sở nhà em làm hoàn thiện đều đẹp như mặt trước. Toàn bộ là được làm ở chất liệu của hương đá 100%. Hoàn thiện này có thể xem. Sờ đâu cũng nhẫn các bạn. Li tít, nét căng. Và cuối cùng thì là một bộ sản phẩm 6 món thì không thể thiếu là một chiếc đôn thấp đi theo. Thì cái chiếc đôn thấp này em đang làm với thông số này. Rộng 43 và dài là 43. Ván mặt làm xẻ nguyên một tấm. Độ dày là 2 phân và khuôn tranh dày 4 phân. Yếm toàn bộ là dày 3 phân, hơn 3 phân. Đấy, và yếm liền chạy xung quanh. Cực đẹp. Và hiện tại thì bộ sản phẩm này nhà em đang bán với giá công khai ở trên thị trường. Với mức giá cho một bộ sản phẩm Tần Thủy Hoàng của 14 hàng VIP trộn gỗ trộn vân này thì nhà em đang bán với giá là 68.800.000 đồng. Hiện tại đầu năm thì bên cơ sở nhà em đang áp dụng chương trình khuyến mại đặc biệt để thứ nhất hỗ trợ các bạn về cái giá, thứ hai là tạo công ăn việc làm cho thợ đầu năm. Thì nên là bên em đang giảm giá chỉ còn ở mức giá là 63.800.000 đồng, với mức giá cực kỳ là tốt và hợp lý để phù hợp với các bác nào mà đang có túi tiền của hơn 60 triệu muốn mua bộ sản phẩm Tần Thủy Hoàng cột 14 hàng đập, hàng dày dặn. Thì mọi người hãy liên hệ qua số điện thoại hotline để trên màn hình là cái video em ghi ở trên cái video nhà em. Và muốn đến trực tiếp cơ sở nhà em để xem hàng thì địa chỉ nhà em đang quay. Các bác có thể đến cơ sở chính nhà em nhé, là cơ sở 1 nằm ở cạnh cái sang cầu Bài thuộc xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Có tổng diện tích vừa kê hàng vừa trưng bày sản phẩm, có cả mộc cho các bác có xem, rộng lên đến 5.000 m². Mọi người mà quan tâm hãy liên hệ qua số điện thoại hotline, Zalo em để trên cái video nhà em. Và có những bình luận đúng có ý kiến gì hãy comment ở dưới phần bình luận ý kiến giúp em. Và mọi người mua hàng bên em sẽ có những chế độ là được tặng một combo cây trà trị giá 1.500.000, tặng một kính bàn và một kính đôn, và chế độ bảo hành là 15 chế độ 1-1 trong vòng 30 ngày các bác nhá. Đấy, và giờ em xin cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành xem hết video của clip bên cơ sở nhà em. Xin chào, gặp lại mọi người và những video sau. Xin chào.